cả khi mà nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Có thể thấy là từ tháng 6 vừa qua thì thị trường bất động sản sau dịch Covid-19 đã bắt đầu có những dấu hiệu nhộn nhịp trở lại. Thậm chí là tại một số địa phương có thông tin quy hoạch mới hay là dự án mới thì còn xảy ra tình trạng sốt đất ảo. Và xu hướng chuyển dịch đầu tư bất động sản về các tỉnh nhiều tiềm năng cũng đang diễn biến mạnh. Như vậy thì khả năng chúng ta có thể phá băng để hồi phục thị trường hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên thì